Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Lời nói đầu tiên là Thu chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, hôm nay thì Năm Thu quay trở lại là vườn mai vàng Thịnh Phát, tọa lạc tại số 9 đường Trần Thị Trò, ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mai chơi Tết đến nhà vườn muốn giao lưu cùng các bạn. Nếu các bạn mà thấy em nào hợp nhãn thì các bạn vui lòng trực tiếp gọi cho Trơn theo số điện thoại là 0931828116 này các bạn ha, hay là Zalo là 0961331836 các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta gặp lại anh Trơn. Trơn quen thuộc của mai vàng Thịnh Phát các bạn ha. Còn biết Trơn nằm đâu, trốn dạ. Đâu mà biết nè. Trốn đâu. Dạ con chào Trơn. Dạ con chào chú Năm. Con xin chào mọi người đang theo dõi kênh nha. Chúc mọi người sức khỏe, bình an. Năm mới có nhiều thành công mới, tiền mới, tiền nhiều luôn. Tiền mới với tiền cũ nó có khác nhau gì không? Khác chú, trời tiền mới cầm đã tay mới khôn hơn. Rồi, hôm nay thì cái chương trình làm việc của mình là như thế nào đây? Con có thể giới thiệu sản phẩm mình và cách hình thức kinh doanh của mình sao? Dạ dạ, hôm nay thì con xin giao lưu bán một lô mai tàn và một lô mai tứ quý. Hình thức con thì con bao ship, con giao trực tiếp bằng xe tải hoặc là xe ôm trong khu vực Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Còn bao ship 4 tỉnh đó, còn ngoài 4 tỉnh đó thì có gì thương lượng phụ con cái tiền ship. Còn cái mai này là mình chơi Tết luôn hả? Dạ. Rồi thí dụ mà khách người ta thí dụ người ta thích, người ta chốt cây, người ta gửi lại Tết người ta lấy được không? Dạ được chút. Dạ được. Tôi thấy nha các bạn ha. Trơn cũng như là chia sẻ với các bạn là cái hình thức kinh doanh của cái vườn mai này. Mong đợi các bạn ủng hộ. Thấy em nào hợp nhãn thì cứ alo cho Trơn ha. Theo số điện thoại đã có trên màn hình. Rồi, em số 1 là em đầu tiên. Con chia sẻ đi, đây là giống gì đây? Cái mai này là mai dạo Thủ Đức lấy hột trồng riêng nha mọi người, đã được thường chậu nè mọi người. Em xách đầu lên để quá trời chú ha. Này nằm trong cái chậu á, nặng quá thằng Trơn xách cái đầu quăng lên đó. Dạ. Xong rồi đặt xuống con không sao đâu. Dạ, cái này thường chậu mà. Hiện tại giờ mà mai này chú ơi, có chú Năm làm chứng mà quay cho mọi người cùng coi là nút nụ này kia là rất ok rồi. Thì mọi người chắc cỡ chừng 15 ngày ha, là mọi người chuẩn bị, gần cỡ 15 ngày nữa mọi người chuẩn bị lặt lá ăn Tết rồi. Lá rất là xanh ha. Dạ. Bây giờ là nói chung là ở miền Nam mình chỉ sợ mai nó nở trước thôi. Dạ. Mấy này nó già hả chú Năm ha. Giờ đang xuống lá từ từ chút. Cũng bắt đầu rớt lá vàng rồi. Rớt lá vàng này. Rồi, em số 1 đó. Như tuổi chú ha. Thằng cao cỡ 1m7. Hoành cỡ 20. Cái lô mai tàn này con xin bán là 1.600.000 một cây, bao ship trong vòng 4 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Rồi xuống cây số 1 bạn ơi. Rồi chỉ 1.600.000 hả? Dạ 1.600.000. 1.600.000 bao ship trong vòng 4 tỉnh các bạn ha. Tỉnh này chờ... đa phần mai tàn này giao trực tiếp không chút. Rồi tiếp tục em số 2. Này tàn nó đặc hàng ngàn kia. Này cao lắm quá. Cỡ 2m2 chú ơi. Số 2. Hoành 20 luôn chú. Cũng vậy luôn, 1.600.000 bao ship 4 tỉnh. Thời điểm này là nút nụ ok chú ha. Nụ rất là nhiều. Cái nào cái nấy, cái nụ già đặc kệ.
Rồi, xuống luôn bộ ơi. Các bạn thấy không? À, nó đã thuần chậu rồi, khi mà dỡ chậu lên, dỡ cây lên thì nó rễ nó bó rồi. Những cây này các bạn chơi tết xong rồi bắt đầu các bạn tỉa lại, xong rồi thay đất khác. À, nó rễ nó bó là nó thành bó thành nguyên một cái cục luôn. Cao cỡ 2 mét rồi. Quanh 20 chú ơi. Cái này chắc nó xem cỡ nhau không chứ nào. Ừ, nó làm như là nó cùng một đợt á hả? Dạ, cùng một đợt. Nó cùng một đợt. Nè chú ơi, cầm thấy rồi, rồi. Đóng quá trời. À, con đó chú sẽ zoom cái màn ảnh lại là cho các bạn nhìn thấy là nụ rất là nhiều các bạn, nụ nhiều lắm. Này là hoàn toàn là mai tự nhiên ha, dạ. Không phải là ghép. Cái này mai zin đó. Mai zin trồng hạt. Bởi vì khi mà mai zin trồng hạt này bông chỉ từ 6 cho tới 12 cánh nha mọi người. Ừ. Chứ bây giờ biểu con báo mà bao nhiêu bông còn thua. Cái mai trồng hộp thì nó cái bông của nó không có chuẩn bông bằng mai ghép. Dạ. À, mỗi một cái đều có cái ưu điểm riêng, khuyết điểm riêng của nó. Rồi. Mỗi trồng hộp thì nó khỏe, nhưng mà tuy nhiên thì cái bông của nó thì nó cái dao động từ 6 đến 12 cánh, nó không có đồng loạt 12 cánh cũng như là những cái dòng mai ghép khác. Dạ. Xuống cây số 3. Nhưng mà được cái là mai xin này nó sẽ sống khỏe hơn nha các bạn. Và đồng thời bên đây sẽ có một số mai giống này. Từ hôm dịch về nó mới là ra cái lô đầu tiên hả? Dạ. Dịch nay như cũng 3-4 tháng không rồi. Mấy tháng rồi. Như cây này nở bông gió đó chú. À. Ở đây chú. Ồ, 7 cánh chú rồi, 8 cánh. Rồi. Xuống em số 4 luôn. Cái này giờ nốt đạt là giờ đi ra ngoài nấu bông thôi. Cao cỡ 2m2 chút. 2m2. Cái này luôn. Còn thêm tên không quá trời nữa. Hoành 22. Cây số 5. Cũng vậy luôn. 1.6 triệu. Bao ship 4 tỉnh. Ừ, cái này giữ lá là vài ngày nữa là hái, 2 tuần nữa hái lá. Nó âm bệnh nhiều ta. Con không nhớ, con nhớ tay. Bữa nay năm mới. Âm bệnh này như là qua tháng 12 rồi sao á. 2 tuần nữa hay lá. Này 30 chút.
Đúng rồi, 2 tuần nữa. 2 tuần nữa. Rồi, xuống em số 5 rồi. Cao cỡ 2 mét. Hoành 22. Chiều 6. Trượt 6. Bào ship. Hồi nãy giờ đồng giá hết hả? Dạ, nãy giờ thông báo đồng giá hết. À, đồng giá. À, ngoài ngoài cái lô chiều 6 này á, thì còn có một số lô cây lớn, tàn lớn nha mọi người. Thì mọi người muốn lấy cây lớn thì có gì alo hoặc là nhắn tin inbox Zalo với Trơn. Trơn sẽ chụp hình báo giá cho mọi người những cây tàn lớn hơn. Cây 1,6 triệu, cây chiều 6 này mình chơi Tết là ok ha. Dạ. Trơn bao ship trong 4 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương hả? Đồng Nai. Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Dạ. Ở Đồng Nai nó xa lắm, nó rộng lắm mà ha. Thì cái nào nó nếu mà xa quá thì phụ Trơn chút đỉnh tiền tiền dầu vô. Tại con mấy cái này đa phần là con ship bằng con dao tận nơi tận tay lấy tiền. Giống như bên anh Ân á, anh Hoàng An cũng giao bằng xe tải thì con cũng đi giao bằng xe tải vậy đó. Như Đồng Nai cũng có buôn sóc nữa phải không? Dạ. Có không? Có không? Dạ có. Đồng Nai xa lắm. Ừ, buôn sóc Đồng Nai. Cũng là tỉnh Đồng Nai. Nhớ dạ. Nhớ như Đồng Nai có buôn sóc hay sao? Dạ. Hôm nay là có cái tên mới là Vườn Mai Thịnh Phát ha. Ngày dạ. Xưa là cái thương hiệu là Vườn Rau Nhà Thịnh Phát phải không? Dạ dạ. Ủa hôm nay chú nhớ rồi, chú đọc hết lộn rồi. Không lộn là đọc lộn hoài à. Khi mà đọc không lộn rồi cái đổi tên. Phải nhờ đổi tên chú mới nhớ à. Khi mà quen miệng là cái đổi tên khác rồi. Mỗi lần rau Vườn Rau Nhà Thịnh Phát mình đọc lộn hoài. Và tiếp tục chia sẻ với các bạn, đây là cái lô phôi mai tứ quý hả? Dạ. Phôi mai tứ quý. Ừ. Hoành đo điểm này là cỡ 21 chú ơi. 21. Chiều cao. Cao cỡ 100 chú ơi, cao cỡ 1 mét. Cao 1 mét. Cây mấy lô mai tứ quý này đới nổi rất đẹp nha mọi người. Này mọi người lấy về ghép vô một lần. Thích chơi tứ quý không thì cũng chơi được, không thích thì dùng cái phôi này để mình ghép vô. Dạ dạ. Ghép vô những cái mai gì mình ưa thích. Dạ dạ. Cây này con bán 1,3 triệu cũng vậy luôn, cũng bao ship tận tay 4 tỉnh luôn. Rồi, một cây phôi số 1. Phôi số 1 là 1,3 triệu hả? Dạ. Đấy, số 2. Chỗ lo cao 70, này cũ rất lớn, cũ rất bự lớn, nếu mà cũ là 45. Cây này con bán 1,5 triệu. 1,5 triệu phôi số 2 bà cũng vậy luôn, bao ship 4 tỉnh. Đây là cái dòng tứ quý nha các bạn.
thiếu lực. Hết pin rồi. Trời, cao quá không thấy. Củ Chi này đặc sản hoài khoai mì đó có gì nữa không ta? Có gì nữa không chứ? Có nhiều cái đặc lắm, như sản giống chứ như bò chứ. Cái này bơm. Bơm nữa. À bò tơ Củ Chi phải không? Bò tơ Củ Chi. À hoành 26 chứ. 26 à. Bò với củ mì. Cao 1m1. Củ mì xương giờ hết tầm củ mì. Được củ mì dẹp bớt hả? Dạ. Cây số 3 này con bán 1,5 triệu. À, cái mẫu phôi số 3 dòng tứ quý. Bò tơ Củ Chi. Còn có này có bán nay tơ không? Anh nay già chú ơi. Giờ nay già không nay tơ không kết hả? Nay nay già chứ giờ hết nay tơ rồi. Nay tơ xuất khẩu đi Đài Loan hết hả? Dạ. Rồi, xuống luôn em số 3. Rồi, tiếp tục xin mời. Phôi số 4. Số 4. À, chờ chút đi con. À, hoành 22. Cao cỡ 80. Phôi số mấy? Phôi số 4. Cây này con cũng bán 1,5 triệu. 1,5 triệu, phôi số 4. Rồi xuống luôn vào ơi. Tứ quý mà nó lên cỡ này được 4 mùa không ta? Cái này hả chú? Ờ. Con nghĩ cây này nó trồng là cũng phải 10 năm, 12 lâu, năm. Ở tứ quý nó lâu lớn đúng không? Dạ. 4 năm mùa, 5 mùa không? 5 mùa nó cũng còn mùa. Rồi, ở chúng ta tiếp tục. Cây số 5. Nghe tới số 5 nghe quen quen chút. Quen cỡ nào? Quen sao? Quen dữ lắm. Quen dữ lắm rồi. Hoành 20. Cao 90. Cái này nhỏ quá thôi bán 1 triệu đi. 1 triệu. Có số 5. Cái này đau phần nổi củ đế đặc chứ chỉ cành đều nha mọi người. Cái này giờ đo chỗ này hay đo chỗ này chú? Thích đo chỗ nào đó. Này đo dưới đi. Nam hàm tòm. Thích bự thì đo bự mà thích nhỏ thì đo nhỏ. Dấu điểm này đo con đo là 24. Cao 90. Số 6 này giao luôn 1,3 triệu thôi. 1,3 triệu cho cái phôi số 6. Xuống vào à. Đúng rồi. Số 3, cái đó số 3 nè. Cái nói không? Cái này cái hồi tối nhậu dữ lắm nè, sáng mai thưa bé quá, yếu. Hồi tối có nhậu không? Nhậu không chú? Hồi tối có nhậu không? Không. Ông nhậu sao yếu dữ vậy hả? Nặng lắm chứ. Nặng không? Cái này cùng lắm mà chừng 30 kg rồi cùng gì? 20 kg không? Cao 1m. 20 kg à? Ừ. 20 kg. Này hoành 30. Số 7 của mình. 7. Cái này con bán giao lưu 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu, 2,5 triệu. Hoành 30 mọi người. Cái này chỉ cần địa văn để sổ nôm chứ. Rồi, xuống vào ơi.
cái này. Không, không giải thích gì đâu. Nữa cái yếu cái bỏ lại. Thứ quý cái thần nó có sần sồi như da me, giống như cây me ha. Dạ. Kêu da me nè. Cái da nó sần sồi. Cao 1 mét. Quanh 35. Quanh 35. Cây này con bán 3 triệu. 3 triệu. Bao ship 4 tỉnh. Rồi, xuống luôn rồi. Chị mấy cây đẹp đẹp đi. Cứ báo hết đi. Báo hết để làm gì, thời gian còn mà. Thời gian còn chưa báo đi. Mũi quá trời mũi luôn. Cái này mà bà ship bưu điện là cũng ngon lành luôn á. Thường thường khi mà ship ship bưu điện thì người ta sạc là cái bầu. Dạ. Người ta không có để nguyên gì đâu. Dạ. Sạc là cho nó nhẹ bứt đất đi chứ trời, ship bưu điện mà cục ký mệt luôn, cục đất nhờ căng ký chết luôn á. Ký đó khoảng bây giờ như là 10 ngàn á thì ngon luôn, đất này 10 ngàn còn mắc hơn đất sạch. Mấy ta làm sạc mỏng lại khi mà trường hợp mà chuyển vào chuyển ship bên bưu cục bưu điện. Keo 95. Quanh 32. Cái này cũng bán 3 triệu. 3 triệu. Cái kia đi thôi. Cái này nặng lắm chú Năm ơi, chú Năm quơ giùm con chú Năm. Tiên lên không nổi hả? Không nổi đâu. Cây không chơi này hả? Cái này nặng lắm. Cao 1,5 mét. Cái cần con đo chỗ này hả chú ha? Đo chỗ này lên là 59. Còn khúc cao trên này là 52. Cái số 10. Cái số 10 này bán 8 triệu. Lắc cho thấy cái bồ đế bên kia. Mình xây nhẹ cho thấy bồ đế bên kia. Nó sẽ xây rồi. Này đế đẹp mà, nôm xuống. Rồi, còn thời gian lại không mấy chú Năm mà đi còn có giới thiệu cái mây giống gì không? Có giới thiệu mây giống gì, mây nhỏ gì không? Mây giống. Rồi.
tại thì ở vườn con có giống đào phúc mới này chú, cũng giới thiệu mọi người biết nếu mà ai muốn sưu tầm chơi loại giống này thì còn bán luôn. Cái đào phúc này nó cái bông của nó to không? Dạ to chú, nó bông này bông đào phúc này nó to bằng dẫu gai, to bằng thủ đức, to bằng siêu bông. Rồi nó khoảng bao nhiêu cánh? Nó khoảng từ 8 cánh đâu lên, 8 tới 16 cánh. 8 tới 16 cánh. Đây là cái dòng cây lớn của con hả? Giống hả? Còn mình có những cái giống nhỏ nhỏ để cho dành cho những các bạn là chơi sưu tầm giống nhỏ nhỏ không? Cái giống nhỏ thì con có lúc nhớ mọi người. Cái giống này là con lấy lại con giao luôn nha, chứ không phải của con trồng. Nên con lấy lại thì giá nó ra nó cao. Nó sẽ cao hơn là mà thủ đức rất là nhiều. Nụ quá trời nụ ha. Dạ. Nè mọi người cùng coi nè, nụ rất là nhiều. Bông lớn nụ nhiều. Thì cái cây giống này con giao lưu á là 200 ngàn một cây. 200 ngàn một cây ở cây dạ. Giống đa phúc hả? Dạ. Quá trời nụ luôn. Này là cây nhỏ, gốc nhất. 200 ngàn cây. Còn cái này chủ yếu là bán giống. Còn ví dụ cây lớn thì cái lớn cái này con cũng đi ra lấy con ra lại bán nha. Để đo thử cho mọi người coi xem. Cây này hoành 26. Tàn ngang ra 1 mét. Cao 85, 90, cao 90. Cái này thì con bán ra là 2 triệu cây này. 2 triệu, 2 triệu cây này là chơi Tết luôn phải không? Dạ dạ. Cái này chơi cái dòng cây để bàn luôn á. Dạ. 2 triệu các bạn. Giống này giống Đa Phước. Đa Phúc. Đa Phúc chứ. Dạ. Phúc chứ Phước cũng vậy mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, cây xuống cái này đi. Phúc Phước chữ viết thì khác nghĩa như nhau thôi. Thì cây này. Cái này thì được cái là cái củ nó bự. Cũng là giống Đa Phúc nha mọi người. Cao 70. Tàn ngang 80. Hoành trên là 21. Còn cũ nó 40. Cây này con bán 1.8 triệu. 1.8 triệu. Dạ. Đây là cây mai giống Đa Phúc các bạn. Như Đa Phúc nó có năm ngoái à? Dạ hình như có năm ngoái. Như năm ngoái chứ ít nghe từ nữa phải không? Ít. Dạ. Giờ bắt đầu người ta nhân rộng ra. Mày con có biết gốc tính ở đâu không? Không biết chứ, tại vì mấy này con không biết cái nguồn tìm hiểu được. Cái thôi còn thời gian lại nói về chú Năm quay một con. Rồi, ok. Cho giới thiệu mọi người coi những cây tàng lớn. Cây tàng lớn mới nè. Cây tàng lớn này thì bữa hổm con đo là từ mặt chậu đến cái ngọn là nó cỡ 3 mét. Từ mặt đáy lên chậu là khoảng 3,5 mét. Tán ngang bữa hổm con đo cái này thì nó tầm cỡ 2 mét 2,2 mét. Ngon rồi, chi tàn nó thì rất là đặc. Nụ rất là nhiều ha. Em bữa hổm con đo là ngang là 2,5 mét, cao là 3,5 mét. Nếu mà từ mặt đáy hoành thì 32. Cái này nếu mà con bán thì con đang muốn bán là 10 triệu cái này. Bao ship cũng 4 tỉnh luôn. 10 triệu ha. Một hoành bao nhiêu? Đó hoành nó 10 triệu. Hoành 32 chứ. Hoành 32. Cái này chủ yếu là cái tàn thôi chứ hoành tàn. Nhỏ chứ hoành không lớn. Cái này Tết là chơi nhà hoành tráng ha, để trước sân hoành tráng luôn. Còn cái form cỡ này thì con bán là 3,5 triệu một cây. Cây này 3,5 triệu. Hoành nó cỡ 30.
Cái gì chú? Tôi thấy được đông chưa? Đúng rồi. Mà xem đi. Hai mấy tuổi rồi. Này tàn cũng lớn chứ ha. À, lớn. Con đo ngay chính giữa, từ tâm giữa cây con kéo ra rồi không biết nó rộng bao nhiêu. Đúng đúng rồi, nó tự đứng ngay giữa tâm mình đo là nó tèo. Nó đo tâm giữa thì nó có chỗ bự. Thì mình cứ ăn án thôi, đó cái tầm trung bình đó. Cỡ mét chứ. À đó tầm trung bình. Mét gì là tàn nó 2 mét ha. Tàn 2 mét tự tầm trung bình đó vậy. Thường thường những cây lớn người ta đo vậy. Cái này cũng vậy. Cái này thì nó lùng lực. Nút đặt kẹo này cũng 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi hả? Nút quá trời nút được các bạn. À, 3 triệu rưỡi. Xem chắc cỡ 2 mét. Ừ, 2 mét. 3 triệu rưỡi ha. Dạ. Này cũng cỡ 2 mét tầng nghe. Ừ. Ngang 2 mét. Rồi, cái cuối cùng. Dạ. Cái này cũng vậy. Cái này cũng giao lưu bán là 3 triệu rưỡi. Này giặt cũng cao mấy cây mà 2 mét ha. Ừ, mấy cây mà lá xanh như thế này thì mình sẽ làm chủ được cái tình hình, cái tốc độ nở bông của nó ha. Bởi vì nhiều lúc cái cây mà lá nó vàng quá nó sẽ rụng sớm á, nó rụng thì nó sẽ làm cho bông nở sớm, còn những cây lá xanh này thì mình sẽ khi mình hái lá đi thì nó sẽ nở. Này cỡ quanh 26. Chào giá là cũng vậy luôn chú, 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Dạ. Rồi, các bạn thân mến thì đến đây thì Năm Thu cũng xin tạm dừng tại đây. À, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. À, nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn. Rồi, Trân ơi, phải dạ. Nói lời chia tay với cô bác và anh chị mình thôi con ơi. Dạ, con cũng xin cảm ơn cô bác, anh chị đã ủng hộ vườn mai của con. Chúc mọi người sức khỏe, thành công theo ý muốn của mọi người. Chúc mọi người năm mới cũng nhiều điều hay, điều tốt đến mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Mong rằng cái lô hàng này con sẽ buôn bán mua mai bán đắt trong những ngày đầu năm nữa ha. Dạ, dạ. Để chú cháu ta thì cũng có một cái dịp để mà cũng có một cái cớ để mà gặp mặt nha. Dạ, dạ. Rồi, bye bye. Dạ.